thưa quý vị trong ngày 12 tháng 12 thì hãng dược phẩm đa quốc gia Aspen có trụ sở chính tại Nam Phi đã thông báo quỹ Kes và liên minh đổi mới sẵn sàng cho dịch bệnh viết tắt là CEPi sẽ tài trợ 30 triệu đô la Mỹ cho hãng này để sản xuất vaccine ngừa covid 19 với giá thành hợp lý cho khu vực châu Phi. Aspen cho biết khoản tài trợ của CEPI và quỹ Gates sẽ hỗ trợ thực hiện thỏa thuận 10 năm giữa công ty này và Viện Huyết Thay Ấn Độ nhằm mở rộng dây chuyền sản xuất và đảm bảo nguồn vaccine với giá thành hợp lý cho châu Phi. Aspen cho biết nguồn tài trợ trên cùng với việc hỗ trợ các hoạt động chuyển giao công nghệ sẽ được triển khai vào đầu năm 2023, theo đó giúp duy trì năng lực sản xuất vaccine trong khu vực để chuẩn bị cho ứng phó với các đợt bùng phát dịch trong tương lai. Hồi tháng 8, Aspen công bố thỏa thuận được ký với Viện Huyết Thanh của Ấn Độ để sản xuất và bán bốn loại vaccine mang nhãn hiệu Aspen cho châu Phi nhằm tận dụng dây chuyền sản xuất vaccine có nguy cơ bị đóng cửa. Với thỏa thuận này, Viện Huyết Thanh Ấn Độ cũng đảm bảo nguồn cung để Aspen sản xuất và phân phối vaccine ngừa phế cầu khuẩn Rotavirus màng não mô cầu đa giá thường được sử dụng ở châu Phi.